Đồng hồ cổ Hải Phòng xin kính chào quý vị. Hôm nay em xin phép được lên lại video của cây đồng hồ Mao Thề mã số C2847. Hôm trước là lên hơi vội, chuông bị rè, do máy khá là bẩn, chưa căn chỉnh gì nữa. Đây, bây giờ em sẽ lên clip chuông trước cho mọi người đã nghe rồi để nghe lại, còn chi tiết em sẽ đi sau nhá. Bây giờ em sẽ đi luôn một mạch này từ 15, 30, 45 đến 60 nhá. Chuông 15 phút này. Ok, chuẩn 15 phút này. Chuẩn 30. Chuông khá là ấm ấy. Chuông khá là to và trầm ấm, nhạc nghe rõ ràng, thanh thoát. Đây là cái đồng hồ Mao Thề, thương hiệu Mao Thề, mã số C284. Cây được nhập về nguyên chiếc. Đấy, các bác nhìn nguyên bản, phần sân si là thùng vỏ mà nguyên bản không sờ ba, bên em không sờ ba, không bông má, không độ chế nhá. Đấy, có nhà về đóng như thế luôn. Và những cây bên em là hầu hết là những cây rất là đẹp, em lấy đây cây cực đẹp luôn. Đây, so với ảnh đây, cái đây trong này nó có ảnh cũ của nó đây. Đấy, đây là chiếc ảnh đồng hồ trước đây của chủ nhân, người ta chụp lại và người ta dán lại thì em để nguyên như vậy và em để cho các bác so sánh này. Làm ăn nhá, tạ lắc này. Đầu tiên là tạ lắc này. Đấy, tạ lắc đẹp đến như này cơ, 75 tuổi mà nó đẹp như này. Đấy, phần hoa văn dưới đây các bác nhìn nhá. Đấy, đúng nghe nó chưa? Đúng nghe nó rồi còn gì nữa. Mặt số lỗi mặt 30. Mặt 30 số lỗi. Đấy, nguyên bản. Đấy, vành kính mo. Đấy, tất cả mọi thứ đều nguyên bản. Nhưng về cơ bản là nguyên bản nhưng mà nó phải còn tốt. Đây là một cây đồng hồ trẻ trung. Dễ sử dụng, dễ sử dụng, dễ trưng bày. Vuông vắn. Đấy, đẹp. Cổ phải đẹp các bạn. Các bạn cần liên hệ với em qua số điện thoại 0934 27 2711. Em Dương Hải Phòng nhé.